Chào 500 anh em YouTube đến tới kênh Tây Cù Niển Vlog. Đây sân bay xin chào mọi người. Hôm nay á, là ngày giao siêu phẩm The Dream Thái Súp B. Ủa lộn, đã Dream Thái còn sao Súp B. Nói chung là giao xe Dream dọn full mới là mấy luôn, chỉ 18 triệu. Và chỉ 18 triệu nhưng mà sao dọn cực kỳ tám quyết và cực kỳ đẹp mắt, nhìn liền cái xe. Đây giới thiệu với anh em toàn bộ, quay một cái đêm trời mưa. Yeah. Đây chữ Limited Edition. Đây chữ Limited Edition nè đó. Rồi bắt đầu quay quýnh một cái đây. Theo tay biết á, là cái phiên bản này nó chỉ có 100 chiếc hay là bao nhiêu thôi. Cái đời này á, đúng của đời này luôn là thùng xăng màu đen. Quýnh từ đây quýnh xuống, đứng đây quýnh xuống. Đó. Thấy chưa? Quá tơ tái lòng ngừ. Rồi rồi cho coi thêm trong cái yên cái luôn. Quay lên một cái nữa. Dọn cái xe này. Đúng rồi, này là thùng xăng màu đen. Mà tay thích dọn á, là màu xanh á. Nhìn màu xanh luôn cho nó liền. Còn đúng cái đó là thùng xăng màu đen. Rồi sao vô. Nói nè. Đứng đây. Giờ đầu tiên. Đây tay thích là đúng này nữa, nó đèn màu. Đây tay thích đèn dẹp. Đó. Bây giờ đây tay thích đèn dẹp, quýnh là quýnh trên đây quýnh xuống. Và đúng cái màu xanh này nó là màu xanh tím mà nó sậm nha. Ai mà sơn ra màu xanh Tiger là sai. Xe này dọn 18 triệu nhưng mà sao cực kỳ tâm huyết. Mình làm ngờ là cho dù dọn mắc dọn rẻ lời ít lời nhiều hay cái gì á, đều cực kỳ đặt hết cái tâm của mình vô đây. Đó là cái thành công mà ngày hôm nay anh em nó dành cho mình. Làm một cái xe giày so với tay thật sự là rất là mến nhỏ này. Bởi vì nó đã có ủng hộ một lần hai lần rồi nhưng mà nó không dám làm tiếp tại vì nó sợ không đủ tiền. Nó hỏi là 18 triệu đủ dọn xe đi không? Đủ em trai. Riêng em. Rồi em trai mưa thể đứng bên đây quay lên đây giùm anh được không? Quay phía cầm. Đầu tiên á, cầm vẫn mua là một bộ cầm mới. Mí ôm nè. Quay lên đây. Sửa cái chỗ cái mí này không á là hết cả ngày của mình. Rồi mí ở đây. Đó. Rồi bắt đầu là từ dàn bộ, dàn cổ, dàn đồ nè. Cái ổ khóa mình thay ổ khóa 6 cạnh luôn để sau này chống mất trộm. Rồi quay lên, lên ngược lại đây. Thấy cái này không? Thấy cái logo này không? Logo này nói thẳng luôn nha, cũng không biết của đời nào luôn nha. Đó. Từ cái tâm bánh nè, cho tới cái mũi về nè, cho tới là hai cái chữ A nè. Đường nét nó ôm mí vô nè. Cái xe này á, mình dọn theo phong cách là Việt Nam Racing Boy. 500 anh em chỉ trong Hà Nội. Tại vì sao ngoài Hà Nội người ta không đi ba ga, không có đi không đi ba ga trước, không đi ba ga sau. Và cái xe rim á, nó sẽ có hai kiểu. Theo tay thôi, theo tay tự đánh giá thôi. Thật sự mà đẹp nhất là sẽ đỡ như vậy. Hai là sẽ bắt đầy đủ vô hết, có bẩn có đồ. Thì cái em trai này á, căn bản là em trai này đang đi cái Boe lớn rồi, cho nên là không gắn bẩn được. Và khi mà gắn bẩn là phải thay đổi Boe, thay đổi coi xăng, thay đổi bình xăng rồi nữa, tất cả các thứ kéo theo nhiều quá thì nó sẽ tốn tiền chủ xe. Cho nên là tay chỉ là giữ lại nó và nó cũng không gắn bẩn, cũ nó không có bẩn. Mà nếu mà thêm bẩn nó sẽ để thêm là bẩn Boe, bình xăng rồi các thứ, coi xăng rồi nữa. Cho nên là mình dọn cái kiểu này. Và đây là cái má đâm, anh em thấy là tâm huyết cực kỳ không? Ngay cả từ cái mắt mèo này cũng vậy. Thì tiếp đón là phần máy. Đây phần máy ra ngoài sáng đây. Rất là gọn gàng và sạch sẽ. Đó. Anh em thấy không? Mình không có bẩn thì giống như là mình không có bẩn là bắt buộc mình phải kỹ từng chi tiết, từng cái cọng dây điện cho đây. Đây qua đây, qua đây. Không có bẩn để vậy là đẹp nhất. Bộ dây điện mới đó, từng sợi dây gút, từng cái thế đường đi dây điện. Thấy chấm sơn đồ không? Bộ dây điện mới á, nhưng mà nó không có chấm sơn đâu, tay chấm á. Hồi xưa làm họa sĩ mà. Thi họa sĩ rớt, vô đại học Bách Khoa. Đó,
vô xong rồi sau này về sửa xe luôn. Thì ngay cả chữ CD nè, cái lông đòn này cũng vậy nè, cực kỳ tâm huyết thôi. Em chiếu, em lên chiếu tổng quát đồ một chút, vừa thấy anh vừa thấy cái món đồ luôn, rồi qua đây lại ngồi xe tung chất ba mày. Nói chung là mình lên cầu review để anh em có góc nhìn đẹp. Rồi xích tới đây, cái rim này đây nè, nó ghi là sinh 1997, là nó sản xuất năm 1997 á. Anh em thấy bấm cái nổ mà thấy tay cung điển trong đây không? Đó là mấy bữa tay ghi là 1967, nhiều anh em vô nói 1967 cho có gì đó, nói thì nói chơi cho vui thôi, còn đúng của nó là 1997, rim limited màu xanh, xanh tím, xanh này xanh tím á, nó ẩn tím ẩn hồng đây. Cái màu xanh này đúng dinh sơn khó lắm, mình cực kỳ tâm huyết với màu sơn này. Rồi tiếp đến là gác chân nè, gấp nè, bô nè, đó sạch sẽ từng đường nét nè. Mai là giao xe nè, giao xe xong rồi cho chủ xe chạy thử nè, cho chủ xe coi cái xe của người ta như thế này hợp lý hay không, xứng đáng với túi tiền hay không nè. Và cái xe này phần máy, riêng phần máy cực kỳ vừa ý luôn. Bởi vì sao? Nhiều người á, người ta dọn cái xe mấy trăm triệu hoặc là 70-80 triệu, 50-60 triệu, người ta không có chấp nhận sự thật là cái xe rim, cái xe quay nó cực kỳ khó chịu và biệt trị, bệnh hú cái nồi. Xe này tay đáp là êm hơn cái xe dọn mấy trăm triệu luôn. Bởi vì sao? Cái xe này á, tay đi cặp nhông hú Trung Quốc. Bởi vì thực sự máy của, nói chung là xe này là xe nát rồi, giống như em trai cũng dọn qua nhiều thế hệ, nó không có giữ. Thì tay đi là cặp nhông hú Trung Quốc, có 450 thôi, đút vô một cái là máy êm ru, mình chạy là mình nghe tiếng gió thôi, mình không còn nghe tiếng hú nồi nữa, máy cực kỳ êm. Đó, rồi em trai quýnh bên đây, quýnh vô anh coi, anh chỉ cho nè. Bô này là bô siêu đẹp nha, bô này là nó phải mờ. Cái đít bô này á, bô này là bô 204 nè, đít tròn nè. Có vỉ nè, mấy con ốc này tay quẳng mua hãng luôn á nha. Mấy con ốc đó là mua ốc hãng luôn đó, ốc ba kia nhỏ. Ốc ba kia nhỏ này là mua ốc ba kia hãng luôn á. Đó. Rồi. Bây giờ đầu quýnh từ quýnh sau quýnh tới nè. Cái này tâm bánh đồ thẳng hàng. Rồi qua đây cạch tê. Rồi cạch tê. Không có cao su mà vẫn chốc lên chốc xuống được nè. Phuộc nè, phuộc này là tay giữ lại, tay tận dụng lại đó. Để mà cho kêu là tâm huyết đó. Đó. Nói chung là tâm huyết về mọi thứ luôn. Cặp lóc sơn quá đẹp, cặp lóc thực sự nói, cặp lóc ở đây sơn quá đẹp, không có đường nét tì vết gì hết, và dàn áo nữa. Nói chung là xe này dọn 18 triệu nhưng mà cực kỳ là vừa ý. Mình làm nhiều khi á, mình không có phải vì đồng tiền, tại vì thực sự cuộc sống hàng ngày có nhiều anh em thương người ta ủng hộ tay, tay làm máy, tay làm này làm kia về mọi thứ rồi. Đó là khoảng bù qua còn dọn cái xe này thật sự luôn. Nếu mà anh em nào mà hối tay, tay làm không được, cái xe này có đồ hết, ráp tay cũng ráp là 10 ngày hơn. Chú á, chú mà có chú Đức, cái chú Đức đó thì vài bữa sẽ giới thiệu sao, nhưng mà có chú đó là chú hỏi là khi mà một cái xe á, cho anh đi, anh Đức hỏi là khi mà một cái xe xong hết á sẽ ráp bao nhiêu lâu. Người tay có nói là 3 ngày nhưng mà thực sự không có 3 ngày đâu, tao ráp đâu khoảng 7 tới 10 ngày á, hoặc là hơn. Bởi vì đầu tiên á là công việc hàng ngày kiếm cơm nuôi gia đình, thì khi mà làm một cái xe này là phải đặt hết tâm huyết vô làm kỹ, giống như lúc nào rảnh thì mình mới làm, còn khi mà hàng ngày là khách khứa quá nhiều thì mình phải làm cho người ta nữa, không thể nào mà bu vô mà làm một cái xe này. Và khi mà làm á, xe mà ráp từ sáng tới chiều xong nó sẽ không kỹ, nó sẽ không trao chuốt được. Chú có hỏi là, anh Đức có hỏi là cái đồ dinh mua mới hết, có sẵn hết ráp là lấy, mà không có đâu, không có bất cứ nào ráp là lấy hết á. Từ vàng nè, cầm, phuộc, ghi đông, chóa, mua đồ mới tất cả cái thứ hết, nhưng mà ráp vô phải chỉnh sửa lại nó mới ôm được như vậy. Chứ không phải mà ráp vô nè, mí đồ liền nè. Chứ không phải là muốn ráp vô là ráp đâu, rồi hai cái tâm này nó cũng ngay trên đây nữa nè. Đó, hai cái tâm của lỗ ốc này nó cũng ngay trên đó nữa. Thì thực sự á, theo nhiều anh em nghĩ là về đồ máy, về đồ mới, về dàn áo, về bánh, biết bố thắng tất cả mọi thứ,
cứ đồ mới xịn ráp vô là lấy. Thực sự quan điểm đó là sai hoàn toàn, không có cái nào ráp vô là lấy hết. Muốn ngon muốn đồ là phải có chỉnh sửa lại bằng mặt kỹ thuật của mình. Mình làm nhiều, mình bị giật nhiều, mình đền nhiều, mình biết thì đó, mình sẽ có điều đó. Biệt ở đây là tay lựa bộ tem này là bộ tem bóng. Tem bóng này lúc nào mắc hơn tem mờ, nhưng mà tay thích. Tại vì bộ tem bóng này ráp lên xe á, nó sáng cái xe hơn, nó làm nổi, nó làm cái điểm nhấn cho cái xe. Thì cái xe dọn đơn giản vậy thôi, 18 triệu. Còn thật sự mà kêu tay dọn mức 15 triệu trở xuống á, tay sẽ dọn không được. Bởi vì tay có sự sàng lọc và một số đồ bắt buộc tay phải mua. Còn tay dọn là sẽ từ 15, 16, 17, 18 triệu trở lên thì mới có được một cái xe vừa ý. Đối với tay và ngay cả cục đề này anh em thấy không? Cục đề ở trong nè. Rồi xích qua một chút nữa. Đó, cục đề ở trong nè, tay cũng trao chuốt từng chi tiết tỉ mỉ từ cái đường dây đi nè. Phải có bát giữ lại nè. Rồi xuống đây nè, qua đây nè, nó không có thừa, nó không có thiếu dây ra một chút nào hết. Đó, lúc sau quay lại em quay vậy nè, đó thấy không? Để anh thấy được anh chỉ vậy, hiểu không? Đó. Rồi qua bên đây. Qua đây luôn, tiếp luôn. À, từ cái đường dây xăng dư nè, thấy không? Cũng từ đây xuống đây tới đây nè, cắt cái bụp. Dây nó đều. Cần số này cũng là cần số mua mới luôn. Đó. Đó, lấy góc vậy đó. Anh muốn cần số mua mới luôn rồi. Super á là nó phải hai dây vậy, còn rim thái thì nó một dây đi vô. Mình dọn cái xe mình phải hiểu là cái xe. Nhìn cái xe này quá dễ thương. Nhìn cái xe này quá dễ thương về mọi mặt, cho nên là cực kỳ thích. Với giá tiền quá bình dân, ngày mai mình sẽ xin chủ xe coi thử nó có nhận ra cái xe của nó hay không, nó giống như xe quay đỏ hay không. Mình dọn cái xe mình đặt hết tâm huyết vô cái xe rồi. Em trai quay tổng quan cho anh đi xuống giùm anh đi. Đó, thấy được cái này không? Cái này là quan điểm của tay thôi. Xe rim một là bắt full đầy đủ hết, rổ trước, rổ bẩn ba ga, còn không á là cứ để vậy là đẹp nhất thôi. Để về đẹp nhất cho một xe rim. Mà xin gửi tới ngàn lời yêu thương cho những ai yêu mến con tay con điển. Thì không có cái gì là dinh ráp vô là lấy hết. Dinh ráp vô là lấy, vẫn phải chỉnh sửa lại thì nó mới đẹp, nó mới ôm, nó mới sát. Máy làm bị giọt nhiều, hành cái này hành cái kia thì ráp nó mới êm. Không phải có đủ đồ mình ráp là xong. Cái đó là gửi tới những người anh em đang và sẽ chuẩn bị bỏ xe cho tay làm, phải hiểu cho tay một điều đó. Còn cái xe này bỏ xe sau anh Duy Quang ở bên Úc, nhưng mà tại sao phải ráp xe này trước? Bởi vì xe anh Duy Quang là dọn tâm huyết nữa, phải kỹ, phải chi tiết từng món để mà làm chi. Khi mà gửi về Bình Định á, khi gửi về Quảng Trị nó phải vừa ý cả anh và cả người nhà, để cho mà nó đẹp. Giống như nghề sửa xe như là làm dâu trăm họ vậy, nó cũng khó lắm anh em. Đó, thì bây giờ tay xin dành camera, tay quay lại một cái thêm phần chủ xe nữa. Rồi bây giờ thì tới phần chính, mình xin nổ máy xe rim này. Rồi cái xe rim đang nổ, không hú nồi. Cái bô nghe quá thanh quá em. Cái bô này rất là đẹp. Cái bô này là Goshi. Cái bô Honda Goshi cực kỳ đẹp mắt. Đây tiếng máy. Cái xe này tay ráp zin đồ lại hết toàn bộ. Không có độ điếc, không có 52, 54 gì hết. Đó, zin hết mọi thứ về mọi mặt. Ngay cả cái điểm này mình cũng trao chuốt luôn nè. Mình cũng có chấm sơn, chấm đồ. Cổ chân ba, ghi đông, dây, cổ. Cái xe rim mà bảo bẩn là bắt buộc phải gọn cực kỳ vào đường dây và kỹ. Mình chạy thử một vòng thôi. Nhẹ nhàng. À quên, em trai em qua đây em đứng giùm anh được không? Số là phải trả vậy. Số trả là phải nghe chóc 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 vậy ha. Bộ số là phải dạy mượt mà êm dịu về mọi thứ. Mình dọn một cái xe zin thì mình không có đá bay đầu bóc đầu gì hết, nhưng mà dọn một cái xe rim á, đẹp hay không đẹp á, hay bất cứ xe nào khác là phải thành bại do cái hồn của
cái người thợ người ta đặt hết tâm huyết vô trong cái xe rim, hoặc là trong một cái xe bất kỳ, từ cái món đồ mình ráp về cái máy, một chi tiết nhỏ mình trao chuốt từng cái. Một cái xe rẻ tiền mình làm cũng tâm huyết, một cái xe mắc tiền á mình làm cũng tâm huyết. Nhưng mà xe mắc tiền thì mình sẽ sử dụng những cái đồ đẹp cao cấp hơn, chất lượng hơn, tồn kho hay gì đó, hoặc là những cái món đồ mà giống có thế nào mua được. Xe rim mua đồ bình dân một chút, mình mua đúng đồ hễ, còn đồ nào tận dụng lại được thì mình tận dụng. Và cái xe rim này thì quá đẹp, cổ phục đồ, rồi người lớn đồ chạy tao nữa không, nó cứ vòng vòng trên cầu này. Còn anh em nào mà nói hay chạy trên cầu là không chạy trên cầu là lấy gì review cho mấy cha coi, sao chạy vòng vòng được ở trong nhà tối thui tôi mờ à. Đó, xe rim thì quá đẹp. Thấy đi xe rim đẹp trai không mấy bách tổ đấy. John này ở Hà Nội là quen nhiều người lắm mà. Mấy anh đó là mình cũng mấy năm rồi đó, sửa window, mấy ảnh có rim Thái rồi quay Thái được hết á. Vậy giờ chào 500 anh em YouTuber nha. See you again. Rồi vô. Rồi chào 500 anh em YouTuber nha. Bây giờ là phỏng vấn thử xe. Coi thử là vừa ý thông đồ. Bữa xe này đó sao tới anh trai. Mày nói bự lên nha. Dạ. Đừng mắc cỡ. Vài bữa tập vô tôi biết cho nó quen. Cho cắm nghỉ rồi bạn. Nói chung là mới đợi mày đem xe qua rồi. Thì xe nó xấu lắm, nó không được hoàn hảo lắm. Và sau qua tháng trời thấy xe quá tuyệt vời. Tiền thấy chưa? Tháng tuần. Tháng tuần luôn hả? Tháng tuần. Rồi máy móc đồ đi sao? Quá nhẹ. Không dám chủ điêu đó thôi bây giờ. Không dám ông phụ huynh cái ơi. Chú chạy chú thấy sao? À, xe này nói chung chạy là ok. Dạ. Thì theo sở thích của con mà. Mà hồi đó là xe này chú mua hay là ai mua? Tôi mua. Hồi đó chú mua là xe này nhiêu? 12 triệu. 12, không, hồi đó mình mua cũ thì em mua. Mua ra cũ đi rồi. À, 12 triệu. Dạ. À, hồi đó mua năm nhiêu? Năm 2016. À, cái màu sơn này mới là đúng màu sơn zin của nó nè. Một cái màu sơn màu đó chú mua là không có đúng màu sơn zin. Đó, màu sơn này. Còn mà sao màu này với màu lúc chú mua chú thấy màu nào được hơn? Này đẹp hơn, màu này đẹp hơn. Đây màu này là con mượn vàng áo của người ta. Đó. Giờ ông cảm ơn chú. Đó, quay lại một cái nữa. Này là chủ xe cái quay đỏ bữa dọn 16 triệu. Giờ đi quay lại canh chỉnh. Giờ quay lại làm gì vậy? Thì anh dặn nó đi cỡ tuần quay lại cho anh canh chỉnh đó. Mà bữa giờ dịch đó em có đi được đâu. Cái bữa nay em mới đi được à. Rồi bữa giờ em sử dụng cái xe này em thấy nó làm sao? Như xe mới luôn anh. Vẫn ok, đồ ngon lành canh đào. Dạ đúng rồi, đi học mà chạy từ nhà ở trường là không ai không nhìn nữa. Dạ hả? Dạ. Vừa ý đó, đúng không? Dạ. Dọn mức này bình dân mà ngon nữa đúng không? Nói chung là không có gì chê luôn á. Này mới giao cái xe rim xanh limited. Dạ. 18 triệu đó lấy rồi. Nó coi cái xe em nè. Dạ. Xong rồi đầu nó thấy nó nói tưởng đâu người ta dọn mấy chục không à, anh dọn mười mấy triệu em bỏ em dọn, xong rồi bữa giờ nó bỏ cũng thấy rồi. Dạ. Hả? Giờ tôi quay đi bữa giờ bữa giờ đi nhiêu lâu rồi hả? Bây giờ thì cứ 2 tuần mà tuần là để nhà tại dịch đó đâu đi đâu đâu, với lại đường nhà làm để nhà với đẹp quá để nhà đất mệt. Rồi cảm ơn đệ. Ok.